Để bạn gái không nghi ngờ, Sự nói dối là đi thành phố Hồ Chí Minh mua xe, rồi đợi đến đêm đột nhập vào nhà bạn gái, trộm chiếc xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Sáng ngày 16 tháng 2, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giam Dương Văn Sự, 24 tuổi, trú tại xã Phú Hữu, huyện An Phú để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Sự khai nhận, sau thời gian quen biết Bùi Thị Kim Liên, 20 tuổi, Sự đến nhà chơi thì phát hiện nhà bạn gái có một chiếc xe máy nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để tránh sự nghi ngờ của bạn gái, Sự nói dối là đi thành phố Hồ Chí Minh để mua xe. Đợi đến đêm, Sự quay lại đột nhập vào nhà Liên, mở khóa lấy chiếc xe máy. Sau đó, Sự đem chiếc xe đến tiệm cầm đồ ở huyện An Phú được 12 triệu đồng. Sau khi tiêu xài và trả nợ hết số tiền trên, Sự tiếp tục quay lại tiệm cầm đồ rồi bán luôn chiếc xe để nhận thêm 7 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã Phú Hữu xác định Sự là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở cơ quan làm việc. Tại đây, Sự đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Sự là đối tượng từng có 2 tiền án về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trộm cắp tài sản.